Ok, rồi. Dạ, kính thưa quý vị, coi như là hôm nay là một ngày rất là may mắn và có thể nói là một ngày rất là tuyệt vời, đó là anh Bình đã hôm qua nay và hưởng ứng và để giúp đi quyên góp, và đặc biệt là cái gói hàng này, supply này, đặc biệt là cảm ơn đại gia đình của anh Trân, Trân. Trân. Ừ. Một lần nữa là cảm ơn đại gia đình của anh Trân, với 20, tổng số là 23 thùng, Gia đình chị Trân và gia á. đình chị Trân, dạ vâng, gia đình Ừ. chị Trân, 23 thùng. Em và anh Bình, cảm ơn anh Bình đã gom đi delivery, rồi em cũng cảm ơn là để sẽ nhận cái trách nhiệm này để đi tải cho bệnh viện. Cái này là của thầy chủ trì Thầy Thích Thích Thiện Thiện Bình. Bình, Và đây là hơn cái 200 cái mát. này là hơn 200 cái N95 mask. Cái loại này là quý hơn vàng đó quý vị, của thầy Thích Thiện Bình ở chùa Phổ Hiền. Phổ Hiền ở ngoài khu Rockford đó. Và thầy cũng đồng thời đã chấp nhận là quý vị ở ngoài vùng đó có thể drop off những cái quà mà quý vị muốn đóng góp. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn thầy rất nhiều. Còn ở đây là vợ chồng của anh Kê Bình Trương. Cảm Em mở ơn, ra luôn. cảm ơn vợ Một chồng anh thùng Kem Trương. mở 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 ra. Cái bình chưa. Và cái này nó là glove. Cảm ơn em. Đây. Thôi khỏi đừng đâu. Này là nước nước rửa tay. Là nước rửa tay. Ở đây này. Nước rửa tay là của bên anh mua thôi đừng. Rồi rồi rồi. Rồi thì em muốn nói gì nói nữa đi. Và chắc một lần nữa là cảm ơn đại gia đình của chị Trân, và thầy Thích Thiện Bình, và dĩ nhiên là Cây Bình Trương, vợ chồng anh Cây Bình Trương. thầy ba gia chồng anh Khai Bình Trương, và dĩ nhiên là cảm tạ anh Đặng Bình đã tham gia vô trong giờ rút hôm qua nay, mà anh chạy như vậy là quá dữ rồi. Rút chạy tiếp mà. Ok, cảm ơn quý vị nha. Rồi quý vị chia sẻ. Vâng, cái này mai mai mốt là tụi em sẽ tải tới những cái bệnh viện còn lại. Vâng. Xin nhận lại.